Quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Hồng Vị TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, mở đầu tin Việt Nam. HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam. Báo cáo mới công bố của HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay từ 6.6% lên 6.9%. Với mức 6.9%, HSBC cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay có thể đứng đầu trong khu vực. Ngân hàng này đánh giá Việt Nam được hưởng lợi từ việc tái mở cửa nền kinh tế. Nhu cầu trong nước đang quay trở lại trong khi động lực bên ngoài tiếp tục thuận lợi. Thực tế, sau hai quý tái mở cửa ổn định, sự phục hồi của kinh tế Việt Nam tiếp tục là ví dụ nổi trội trong khu vực. GDP quý 2 đạt được 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa những kỳ vọng của thị trường với dự báo của các tổ chức trước đó vào khoảng 5.8 cho đến 5.9%. Về mặt giá cả, HSBC dự báo lạm phát sẽ ở mức trung bình 3.5% trong năm nay, nhưng có thể vượt mức trần 4% ở một vài thời điểm, đòi hỏi cần bình thường hóa chính sách tiền tệ. HSBC dự đoán ngân hàng nhà nước có thể bắt đầu tăng lãi suất 50 điểm cơ bản từ quý 3 năm 2022 và tăng thêm 50 điểm cơ bản mỗi quý cho đến quý 3 năm 2023. Như vậy, đến cuối năm sau, lãi suất điều hành có thể lên 6.5%. Dù cho tăng trưởng toàn phần rất khả quan, HSBC cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng đã bắt đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng của Việt Nam. Sau khi cân nhắc các rủi ro đang gia tăng, đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng, HSBC giảm dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2023 xuống còn 6.3% từ mức 6.7% dự báo trước đó. Xuất cảng gạo sang Hoa Kỳ tăng vọt. 5 tháng đầu năm, xuất cảng gạo sang Hoa Kỳ tăng trưởng hơn 71%, là mức tăng mạnh nhất trong các quốc gia nhập gạo Việt. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì khối lượng gạo xuất cảng 6 tháng đầu năm đạt được 3.52 triệu tấn và 1.72 tỷ đô la, tương ứng tăng 16.2% về khối lượng và 4.6% về giá trị. Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với 43.6% thị phần. Xuất cảng gạo sang thị trường này trong 5 tháng đạt 1.27 triệu tấn và hơn 589 triệu đô la, là tăng 34.8% về khối lượng, 17.7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với Philippines, thì Hoa Kỳ là thị trường mà ngày càng chuộng gạo Việt, đặc biệt là trong 5 tháng đầu năm, lượng gạo xuất sang Hoa Kỳ tăng 71.3%, là mức tăng cao nhất trong số các nước nhập cảng gạo của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, thị trường này rất ưa chuộng các loại gạo thơm, hạt dài như là ST25 của Việt Nam. Đây là loại gạo đã nhập cảng vào Hoa Kỳ gần 2 năm nay. Và tương tự, Liên hiệp Âu Châu cũng là khu vực gia tăng nhập các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Trong tháng 6, thì lần đầu tiên 500 tấn gạo mang tên thương hiệu Cơm Việt Nam Rice của Lộc Trời đã được xuất sang Đức, Hà Lan, Pháp. Tại Pháp thì thương hiệu trên của Lộc Trời thì được bày bán tại Carrefour, hệ thống đại siêu thị lớn nhất của Âu Châu. Mặc dù đang được thị trường Hoa Kỳ, Âu Châu ưa chuộng, thì gạo Việt vẫn đứng trước nhiều thách thức khi đối thủ là Thái Lan, Ấn Độ vẫn đang bán gạo với giá rẻ do đồng tiền nước này giảm mạnh. Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn bặt tâm. Sáng ngày 6 tháng 7, trao đổi với báo chí, đại diện cho Cục Thuế thành phố Sài Gòn cho biết hôm nay là thời hạn chót của 180 ngày để công ty Shin Mega và công ty Dream Republic, hai doanh nghiệp còn lại trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, nộp tiền sử dụng theo hợp đồng mua bán đã ký với thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các doanh nghiệp vẫn chưa nộp số tiền hơn 7.800 tỷ đồng theo quy định. Đại diện cho Cục Thuế thành phố Sài Gòn còn cho hay các phòng ban chuyên môn đang chờ lãnh đạo triệu tập cuộc họp để tiếp tục biện pháp cưỡng chế nộp tiền đối với hai doanh nghiệp nói trên. Trước đó, do công ty Shin Mega và công ty Dream Republic chưa nộp tiền sử dụng đất đợt thứ nhất và đợt thứ hai, nên căn cứ vào quy định pháp luật,
Cục thuế thành phố Sài Gòn đã áp dụng biện pháp cưỡng chế tài khoản đối với hai doanh nghiệp này nhưng vẫn không thu được tiền. Tiếp đến, cơ quan thuế có thể tiếp tục cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, yêu cầu cơ quan hữu trách thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hai doanh nghiệp này. Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị truy tố thêm do sai phạm tại dự án Golden Gate. Cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị bên Viện Kiểm sát cung cấp là truy tố về tội vi phạm đến các quy định về quản lý đất đai tại dự án Nha Trang Golden Gate. Truyền thông trong nước cho biết cơ quan này thuộc bên Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra đối với đề nghị trên. Ngoài đề nghị đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, cơ quan còn có đề nghị kỷ luật đối với các ông Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch tỉnh, Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và tập thể của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Các ba người này bị cho là có những vi phạm tại dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Nha Trang Golden Gate ở số 28Y đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, do công ty Đỉnh Vàng của Nha Trang làm chủ đầu tư. Ông Thắng là chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016. Ông từng bị cáo buộc vi phạm liên quan đến dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Đây là hai trong số 5 dự án được thực hiện trên núi Chín Khúc với diện tích của cả hai dự án mà lên đến hơn 500 ha. Việc tỉnh Khánh Hòa cấp phép cho nhiều dự án xây dựng tại khu vực núi Chín Khúc đã khiến dư luận bức xúc vì khu vực núi bị băm nát, ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan thăm Việt Nam. Thưa quý vị, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan sẽ thăm Việt Nam vào nửa cuối tháng 7 này. Nếu việc này xảy ra, thì đây sẽ là hàng không mẫu hạm thứ 3 của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc hồi năm 1975. Hàng không mẫu hạm đầu tiên thăm Việt Nam là chiếc USS Carl Vinson hồi tháng 3 năm 2018. Chuyến thăm gần nhất là của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt hồi tháng 3 năm 2020 với 5.000 thành viên đều phải xét nghiệm COVID-19 khi đến thăm Đà Nẵng. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan vào đầu tháng 7 tiến hành diễn tập tại vùng biển Philippines sau khi rời Guam hồi cuối tháng 6. Hiện thời Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan được đặt theo tên của vị Tổng thống Hoa Kỳ thứ 40. Đây là siêu hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử thuộc lớp Nimitz và đóng tại cảng Yokosuka, Nhật Bản. Dịch COVID-19 lây lan trên tàu hồi tháng 3 năm 2020 khi đang có mặt tại khu vực Tây Thái Bình Dương, dẫn đến tình trạng phong tỏa tại căn cứ hải quân Yokosuka, trụ sở của đệ thất hạm đội Mỹ. Những nguồn tin hàng hải và tàu biển thạo về Hải quân Việt Nam cho biết, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan sẽ đến Đà Nẵng trong khuôn khổ chuyến thăm 5 ngày Việt Nam diễn ra trong vòng chừng 2 tuần lễ nữa. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan mang 90 máy bay, trong đó có nhiều chiếc thuộc loại FA-18E Super Hornets và những hệ thống hỏa tiễn tinh vi. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương bế mạc tại Phú Yên. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 tại Việt Nam đã bế mạc vào hôm 3 tháng 7 tại tỉnh Phú Yên. Theo Đại sứ quán Mỹ, thì trong thời gian tiến hành chương trình này tại Việt Nam, thì nhóm gồm các đại diện từ Úc, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ đã khai triển một loạt các hoạt động và dự án nhân đạo mà mang lợi ích cho cộng đồng địa phương tại Phú Yên. Tình cho hay là các bác sĩ và y tá từ những nước trên đã thăm khám cho 650 bệnh nhân và 23 thủ thuật y khoa mà đã được tiến hành trên tàu bệnh viện Mercy. Theo nữa còn có 115 buổi trao đổi chuyên môn. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ thì có 10 chương trình biểu diễn của ban nhạc với các nhạc công đến từ 4 nước đã thu hút được 6.700 khán giả. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ thì chương trình này đã củng cố đến quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với tất cả các nước tham gia. Đây là năm hoạt động thứ 17 của chương trình Đối tác Thái Bình Dương, một chương trình hàng năm nhằm tăng cường khả năng
sẵn sàng ứng phó thảm họa và viện trợ nhân đạo đa quốc gia mà có quy mô lớn nhất được thực hiện tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Quỳnh Anh. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.